Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời. Hello, xin chào tất cả bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip đó là mua set phả sát thương 70% nhá. Ok. Qua đây. Thì đây chỉ là một video quay lại quá trình mà mình mua set phả sát thương 70% nhá. Thì mình mua đúng giá là 150 triệu. Mình không biết là mình bị ép hay không. Giá 150 triệu là một trong những cái giá mà mình thấy khá là đắt đỏ. Nhưng mà thôi, đầu tư tí để nghịch thôi cũng được. Ok. Mình sẽ ấn là giao dịch nhá. Ok, giá nó là 150 triệu thì mình sẽ giao dịch luôn đây. Và mình nói với các bạn là hiện tại mình đang cần nhập Axel một số lượng lớn với vàng, số lượng lớn với giá thanh lý nhá. Ok. Số điện thoại Zalo của mình là 0166410243 nhá. Bạn nào bán thì liên hệ với mình. Mình bán là đặt uy tín lên hàng đầu luôn. Ok các bạn. Đây mình sẽ xem ổn định mệnh. Thế cũng hủy chứ, định mệnh. Thôi nghỉ mẹ. Mệnh ừ. Thôi không. Thì nói chung là mình mấy các bạn mà bán ạc hay là bán vàng hay là gì đấy, các bạn nhắn tin với mình ý, thì các bạn vào thẳng luôn vấn đề nhờ. Anh ơi em mua ạc hay là anh ơi em bán vàng hay là em bán ạc hay là bạn ơi mình bán ạc hay là gì đấy, vân vân. Đấy thì các bạn vào thẳng luôn vấn đề nhá. Đừng cứ anh ơi thì mình nói chung mình sẽ không ấy luôn đâu. Mình thỉnh thoảng mình mới rep tin nhắn thôi, nên cho lên mấy cái vấn đề đấy là mình bỏ qua một bên đấy. Thì các bạn xem cái video mà cái thằng 2K5 nó chửi mình chưa đấy. Cái ạc cùi mà mình không mua mà nó cũng chửi mình như thế đấy các bạn. Quá thất vọng. Ok, mình sẽ kiểm tra nhé. Áo này, quần này, găng này, giày này, da da. Ok, mình sẽ ấn xong. Wow, mình đã mua được set phả sát thương 70% để làm đại sơ sinh rồi. Ok. Thì một set này bán khá là đắt đỏ. Đắt đỏ luôn. Trong khi mình nghèo vãi cả lìn luôn. Đấy. Thì ok. Thì mình đã làm xong clip bán ạc. À nhầm. Sorry. Làm xong cái clip là mua set phả sát thương 70%. Giá là 150 triệu. Bị ép khá là nhiều. Ok. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên để làm like, comment, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Và mình nói luôn là hàng tuần mình sẽ tổ chức event cho anh em chơi. Đấy, nên anh em hãy subscribe mạnh vào.